Rồi tao kéo đi, tao kéo đi mày chụp hình. Trời chắc đập con này quá, xích ra. Rồi tao kéo đi mày chụp hình. Rồi. Rồi ok chụp hình với đó đi. Rồi ôm vô chụp. Ôm vô chụp hình. Chưa. Đây nè, lại đây rồi. Lại làm. Quá dữ luôn rồi. Cái dáng này dáng gì vậy? That's the dáng of the rabbit. À, dáng con khỉ hả? À. Rồi, sao nữa? Rồi, tạo dáng đi. Rồi, quất. Rồi, lẹ. Chấp. Một. Dáng gì là? No. À, chờ làm đi. Gì nữa? Cái dáng nó dáng gì vậy? Cái dáng gì mà rủ rủ rượi vậy? Mom, are you recording? Đang quay phim. Đang quay phim. Sao biết hay à? Sao biết đang quay phim hay à? Because I know it. À, tại vì con biết hả? Hay ghê không? Tại vì mẹ quay, nãy mẹ chụp hình quá trời rồi, bây giờ mẹ phải quay phim cho đẹp, thấy không? Rồi, còn làm dáng tiếp đi. Giờ nè, cô chú nè. Được. Rồi. Sao nữa? Nó nói cô chú dây á, cô chú nói, cô chú biết nó nói gì không? Nó nói là nó muốn đi về Việt Nam mà trên đường mà đi máy bay á là nó muốn mặc bộ đồ này là cái gì. Nó muốn mặc bộ đồ này về Việt Nam nè cô chú. À mày nhìn con Bill ha. Rồi nó mặc bộ này về Việt Nam là nó nổi tiếng luôn cô chú. Nó đầu vậy đó, ý tưởng của nó là vậy đó nha. Nó nói mẹ nè, mày nhớ là không được thay đồ con nghe chưa, phải cho con mặc đúng bộ đồ này, đúng không trai? Đúng rồi. Trời quá dữ luôn, cái gì sao? Sao? Con đứng sao? Rồi à, sao nữa? Okay, mà mốt mặc bộ đồ này về Việt Nam phải không? Phải không? Mặc bộ này về Việt Nam là nổi tiếng luôn đó chay. Ta tưởng PJ Max gì Việt Nam không chứ ai biết con trai Việt Nam đâu. Trời nó nhớ nha mẹ. Mày nhớ mày mặc cho con bộ đồ này là con đi đưa con đi máy bay up to the sky luôn, lên tới the sky luôn, phải không con? Cloud là lên mây luôn. Bộ đồ bay. Cái gì mới đi mới đúng là PJ Max bay đúng không con? Yeah. Ừ, đúng rồi, trong phim hoạt hình. I will say we are going to the airplane and we will sleep and we said go to airplane. Rồi đi máy bay. And I tend to be the brother. Đúng rồi, mà con về Việt Nam với ai? With Silver. Về Việt Nam với ai? Với mẹ. And ba. Rồi coi không có mình mẹ đi à, về Việt Nam. Ba means is daddy's brother. Gì chúng ta means daddy brother. Yeah, daddy's brother. Oh, lucky. Oh, hi lucky. Brother. Okay. And this is for me. And this is for you. This is gonna be dropping. Nào có mẹ nào con. I'm gonna say we're on this secret the remote so I can sing. And this is không phải không phải. Con không có sing bằng cái remote. Con nói con sing bằng cái microphone. No, this pretend it to be a microphone. Okay. Con nói đi microphone. Microphone. Đúng rồi. Là cái micro đó chứ đâu phải là nãy con nói cái gì. Ok, giờ mẹ chơi cái nào. This is gonna be the bitty bobby boo. Ồ, vậy đó hả? Ok, let's start it. Tối cô chú mới tắm xong đồ mặc cái bộ đồ này. Rồi ok. Mom just sing with this, okay? Ok. Sing with all of these, okay? Just, I'm gonna show you how to sing with this. À, hát cái bài chị con bướm vàng á hả? Ok. Oh!
got an apple pie. We got my apple pie. We got my apple pie. Oh, we know what the awesome meat is. So many apple pies. Mom, this will be tend to be a microphone. Đúng rồi. I won't be silent. Now sing with this. Now sing with this. Oh, giờ mày hát bài đây hả? Trời ơi, mày dữ à, mày hát bài dữ luôn á. Mom, just say hello. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cô giáo ở đâu? No, wait. Hả? You should press this button, then it's going to turn on. But it don't turn on. À, máy này hết pin rồi. Để mày coi coi có phải hết pin không nha. Đúng rồi, hết pin này, để về kêu ba bỏ pin vô con. Về kêu ba bỏ pin vô là chơi được à. Mom, thing. Can I start with the word? Bây giờ mày mở chuyện cổ tích ngày xưa lên cho chơi coi nha. Uh-huh. Ok. Me and Kristoff sang a song of all of the toys. Then Olaf likes it and chicken what everyone chickens what. Sao? Quay lại xanh sao? Vậy á hả? Rồi, vậy luôn á. Trời ơi, bữa nay mặc cái đồ này hồi bữa Noel là mặc cái đồ này vừa, còn bây giờ mặc cái đồ này bây giờ là quá cao rồi. Lucky nó đang ăn ngoài á. Đó, nó đang ăn ngoài á. Đó, chay được mẹ dẫn đi Chuck E. Cheese nè cô chú. Đó, Chuck E. Cheese. Ở trong đây là chơi tất cả các game thú nhúng rồi này kia. Chỉ cần mua một cái thẻ này với giá là cả khoảng 500.000 là mình có thể chơi được 120 phút. Gì con? Ok. Cái món nào cũng được, ở đó chơi đúng 190 phút á. 90 phút chứ nó tầm 7, nó 90 phút là 1 tiếng rưỡi đồng hồ á. Rồi chơi nào chơi đó ha. Ok. Ngồi lên ghế đàng hoàng. Rồi. Quá đã luôn. À, ngồi luôn á, mẹ ngồi luôn hả? Giữ người ta. Nó trời ơi, cái xe này mà mẹ ngồi lên chắc gãy xe quá trời ơi. À, rồi con lái mẹ đi đi. The wheel on the no, car. Không, cái này là bus nè. Trời ơi, nó nói chiếc xe này xe hơi, không phải chiếc xe bus này, đừng hát bài đó rồi được rồi không? The car on the bus go round and round. Round and round. The JD on the bus go broom broom broom. Where's the bus hole? Cái gì con? Where's the bus hole? Bus hole là gì? Where's the bus hole? À, mấy người đi xe buýt đâu hả? Chắc ta bận tại nhà hết rồi. Ai rảnh đâu đi xe buýt như mẹ con đâu. Quái lắm, đây đi, đây này là phái lắm cô chú ơi. Quá dữ lắm, coi chùm chân lớn dễ sợ không? Hay ghê luôn, trời ơi, lái hay dữ hả thầy? Rồi, hết rồi, tới rồi, đi xuống. Ôi trời. Chay, chay coi mẹ này chay. Mẹ ra không lọt luôn chay. Ôi trời ơi, lên xe đó, xe gì vậy? Rồi, chơi đây. Chơi đúng quá hả, 90 phút cho đã đời. Đã chưa, cô chú thấy đã chưa? Có mấy bạn nào đang coi chay không? Có bạn nào đang tuổi chay đang coi chay không? Chay đi, nay chay đi được chất chi sao? Ồ, một chút nữa mẹ với chay sẽ chơi cái game này. Quá dữ luôn, police. Chay này làm công an nha cô chú nha. Quá dữ luôn, bấm nút gì vậy? Quá dữ, ôi trời hát nữa hả? Cột tóc lên cho nó mà nó gỡ cột tóc ra đó, được rồi không? Ồ, cái chất chi này mà mở ra cũng nít vô dữ lắm cô chú. Cái này cách nhà Ngọc có khoảng 26 phút lái xe. Mỗi lần vô là mình có quyền là ví dụ như hả mình chơi cỡ chừng 300.000 mình cũng có thể vô được nữa. 300, 350 là mình chơi ít phút hơn. Còn này 90 phút thì nó nhiều phút hơn đấy. Chơi này nè. Mẹ con chơi này nè. Quên. Không chơi đó hả? Thử con này là gì đây mà mẹ, cái này nhảy quá, mày nghĩ cái này là nhảy quá đây. Thử coi. Rồi. Thử coi có nhảy không nha. Không, hình như nó không có chơi, thằng sáu chơi ơi. Cái này là phải có ticket. Ồ, oh, rồi, ready, tap to play hả?
Mày nghĩ cái này là có thẻ có đồ mới chơi được hay sao chơi rồi? Gì vậy? Trời nhảy như thiệt luôn á, nó nhảy như là đe game người ta đang chơi luôn á. Phải đơn giản đâu nha. Trời ơi nhảy dữ à? Ui trời. Dữ chưa? Mấy cái nhảy này cô chú ghép nhạc vô có lý nè cô chú nè. À đạp ở dưới là có mấy cái con đó đó. À ở dưới đất là có mấy cái con. Kìa có mấy cái con đó kìa, con đạp mấy con đó đi. Đạp kiểu này là hết năng lượng luôn á. Tụi này nó dư năng lượng quá mà. Game over rồi. Nó nói game over nè. Chơi này không? Rồi không chơi thôi, đi chơi nào. Gì chơi đó chơi hoài vậy? Nó mới chụp được tấm hình với cái này nè cô chú, vui lắm luôn. Chơi này không? Chơi này con đạp không được. You can do it chị đi. Vậy thì you so sure. Con lùn lắm, con chưa có chơi cái này được. Có được đời không? Không, không được, không được ngồi như vậy. Ok, thử không? Giờ muốn thử phải không? Muốn thử mày cho thử nha. Rồi, đạp lên, đạp. Đạp đi. Đạp đi, đó, đạp. Wow. Quá dữ rồi. Đạp. Để mày quay cho, để mày quay cho, để mày quay cho. Đó. Nó cao hơn mặt. Hả? Mẹ nó nói là con không có chơi được rồi mà. Ngồi xích lại, ngồi xích lại, xích beo nó chặt quá. Xích beo nó chặt quá. Được đâu. cố gắng sức rồi lùn mấy cái chân đập không tới, nằm xuống luôn. Trời ơi đau có được không? Cố gắng đó, cũng cố gắng đó chứ phải. Mẹ nó nói con chơi không được rồi mà giờ phải chờ nó hết phút rồi mình đi xuống thôi. Rồi chết rồi, giờ thôi mày đi nha, bye chị đi. Bye. Rồi nó thả chay xuống rồi, gửi dây ra, gửi xích beo ra, rồi xuống đây. Ai mượn mẹ đã nói rồi mà không nghe, mày xém bỏ chay luôn rồi đó. Rồi đi tiếp. Ở đằng kia nhiều game đó mà sao nó cứ lủi thủi game này đằng kia ra quá đấy nè. Trời ơi xe của người ta lên rồi, trời ơi có được đời không? Trời đã coi con người ta đang lái anh leo lên đi được không? Say hello, ta đang lái xe anh leo lên anh đi coi được đời anh không? Oh you done. Giỡn nó như giỡn thì cái gì nữa chơi này phải không? Ok. Chơi cái này Ngọc thấy tiện nè các bạn. Trong vòng 90 phút mình muốn chơi bao nhiêu mình chơi. Rất là rẻ luôn, theo Ngọc là 500 ngàn là như vậy là cực kỳ rẻ. Quá trời trò chơi cho mấy đứa con nít luôn. Chơi 90 phút rồi. Hoặc mà thường thường mà thấy mà mình nếu mà mình bỏ tiền là mình mua trò chơi á, thì nó sẽ mất tiền hơn 500 ngàn nhiều lắm á. It's raining. Turn on the wipers. Ok, it's raining. Bấm nút nào ạ? Oh no, time is up. Rồi đó con lái đi. Lái đúng rồi. Lái đi. Trời lái ngồi lái là chúm chân lại được dữ lắm nha. Đó chúm chân lại lái xe kìa, dữ chưa? Quẹo. Đúng rồi. Quẹo đi. Oh no, time is awesome. Rồi hết rồi. Hết rồi. Rồi đi chỗ khác đi. Ở đằng kia quá trời game luôn, không chịu đi lại. Đi vòng vòng đây không à, ở đằng kia kìa. Đi thẳng. Giờ lên đây nữa hả? Trời đất ơi. Ui trời. Trời ơi, có được không? Chào đó, chào vẫy tay chào nhau.
Trời ơi, xuống ai vậy, xuống ai vậy? Trời đất ơi. Rồi ok. Đi đi. Dưới con lật đật lăn quăng chứ còn không. Chơi này không? Rồi chơi này để mèo bấm vô chơi nè. Rồi, quýnh. Đó, quýnh, quýnh, đúng rồi. Quýnh vô. Quýnh, quýnh. Dứt, dứt. Dứt. Dứt liền, dứt liền, dứt liền. Dứt liền. Quất luôn. Quýnh nè. Nè lên, nè lên. Nè lên. Quýnh nè. Tối nay là chạy ngủ ngon lắm rồi cô chú nè. Trời ơi trời, trời ơi. Quất, quất liền. Nhanh lên, hurry up. Rồi hết luôn. Nữa không, nữa không? Nữa không? Dạ không. À dạ không à. Mà trời ơi. Đi thẳng lên kia kìa, đi thẳng lên kia, nhiều trò chơi lắm. Muốn lấy xe nữa không? Chơi này không? Ok. Rồi ok. Trời ơi, bấm, bấm nút xì ta luôn, giữ chưa? Bấm nút xì ta, bấm nút xì ta. Bấm vô, đổ mày. Má dữ rồi. Bấm nút xì ta, bấm nút xì ta. Trời, nó sẽ giống, nó giống tôi dữ rồi trời, nó không có làm gì mà nó nhẹ nhàng hết. Nó làm mà mầm mầm không à. Đó, còn được đời không, còn được đời không? Chưa, có chạy, rồi, go. Go. Quẹo. Quẹo phải. Trời ơi, quẹo quá trời quẹo luôn rồi cô chú ơi. Quẹo quá trời luôn rồi. Trời ơi, rồi té, té xong, té xong. À, chưa, chưa, chưa té, chưa té. Quá dữ rồi. Ôi trời trời. Mà tụt đồ bay đâu mà tụt dữ vậy. Hết ga, hết ga, hit the ga, hit the ga. Oh, you have to press this. You have to press this. Không, không, để mẹ nhấn cho, để mẹ nhấn cho. Nó làm, trời ơi, trời, nó làm. Trời ơi, ơi, hư máy người ta. Hư máy người ta. Chị hai ơi, chị hai. Rồi, để mẹ nhấn cho. Chạy đi, con chạy thôi, mẹ nhấn, mẹ nhấn. Hai đứa mình chơi mới được. Hai đứa mình mới thắng nổi chứ còn không là một người là thắng không nổi rồi. Rồi ok ok, tiếp theo chạy quẹo quẹo. Cô chú mà hả coi video clip này là nhớ coi một mình ở tại nhà nha. Chứ còn mà coi mà đi ngồi ngoài đường coi rồi mất công rồi, nó người ngoài nghe rồi mất cỡ nó mất công lắm. Rồi vô vô quẹo. Đây là phải có thông dịch chứ còn mà quay nó chơi không là sẽ không có vui rồi đó nghe cô chú nghe. Rồi xong chưa? Rồi đi. Bởi vì coi video clip chay là cô chú con mình thôi, hoặc là coi những ai mà đã biết gia đình chay rồi á, chứ còn mấy không không coi là người khác không biết là coi mắc cỡ thôi, gắng chịu quá. Để cho người ta chơi đi cái game của người ta mà, đi ra đi con. You wanna play it? Anh đang làm gì á? You wanna play it? Ok. It's time up. Gì vậy, này bị gì đây? Processing. Mình có thể lấy cái thẻ này cho mấy đứa khác nó chơi luôn á. I think it doesn't work. The machine. Trời ơi, có cái đàn dữ này chơi nè. Đời sinh viên có cái đàn guitar. Đừng không, đừng không. Đừng không, đừng đi, chơi đừng đi. Ê, chơi đừng đi. Trời, cái hôn đàn này nặng quá. Đàn này nặng quá. Đàn này quá nặng luôn á. Chơi nè không. Chơi nè không. Này hai đứa chơi lực, hai đứa chơi lực. Rồi, giờ này là chơi gì đây? Rồi, thả vô. Thả vô, thả vô cái miệng con đó, thả vô miệng con đó. Vô luôn. Ừ, ok, hay lắm bồ ơi. Cái miệng đó, thả vô miệng đó, thả vô miệng đó, thả nè. Trời ơi, không vô, không vô. Thả vô luôn. Thả vô luôn không? Bồ ơi, hai mẹ con thả không vô. Tức quá trời, tức luôn. Oh, mẹ thả vô rồi. Thả vô con. Trời ơi, trời ơi, trời. Dữ chưa? Xem trúng, xem trúng, xem. Tiếp, tiếp, tiếp. Ôi, giỏi. You did it. Trời ơi, trời. Làm quá đó. Thả trúng con trái mà làm quá đó. Ôi, con trái cuối cùng, vô luôn. Rồi, thôi đi. Nữa không? Chơi nữa không? Chơi nữa không? Chơi nữa không? Chơi nữa hen. Thôi bớt dẹo đi, bớt dẹo, bớt dẹo.
Rồi, go. Yeah, quá good, quá good. Ủa sao banh gì ra, có anh chị ra có trái màu vậy? Ủa banh sống ra kỳ vậy? Ừ đó. Quá dữ rồi à. Anh em đờ guitar này dữ chưa? Oops. Nãy vô cái con cái mỏ màu xanh kìa, màu rõ kìa. Trời ơi dữ quá, hay ghê. Rồi đi. Ồ bắn nước này dữ nè, chút này mẹ cho con chơi này. Chờ chút mẹ con chơi này. Cô chú thấy quá trời đồ chơi đây không? Này à. Nè con, mẹ nè, lấy súng bắn. Bắn. Bắn cái con đó, bắn con đó đó. Bùm chéo lại đi, bắn đi. Bắn nó chỉa lên bắn nó. Hết vô ừ. Bắn nó ừ. Chiếu thành bầm ừ. Bắn nhìn nhện. Không ai nhìn nhện gì đó. Ừ nhưng mà nhìn nhện đó. Thôi cái này không vui. Bắn này, bỏ xuống này không vui. Đây nó giờ nó đang ngồi nó khoái chơi game đó mà hai người này lâu quá nó nói sao hai người này chơi lâu dữ rồi. Nãy giờ nó không chịu đi luôn luôn chứ. Bắn cái này là bắn zombie nè, bắn nước vô cái màn hình á là bắn zombie á, nước thiệt luôn á, cái nước đó nước thiệt luôn á. Đi đâu quá quá trời rồi, bắn rồi cô chú ơi. Đắng đây bắn đi. Trời đây vừa bắn mà vừa bị ngập kẹo lóc tóc. Trời ơi quá trời luôn rồi, bắn con. Giang hồ dễ sao giang hồ không? Vừa đứng lên bắn mà vừa ngậm kẹo nữa, giang hồ quá trời luôn. Nữa không? Rồi nghỉ không? Ok. Quá trời luôn, y như dân chơi chuyên nghiệp rồi nhận kẹo đồ này kia nữa. Chơi này nữa không? Chơi đi. Ồ ồ. Gì vậy? Bỏ xuống, đúng rồi, quýnh hoa. Yeah. Hết rồi hả? Hết rồi. Chị đi. Không muốn cái gì? Xin mẹ làm sao? Nhìn thẳng vô mặt mẹ đàng hoàng. Ice cream tiếng Việt là gì? Nhưng mà cũng muốn cái ice cream với tiếng Việt là gì? Trời ơi. Hả? Hết tiền rồi. Hết tiền rồi, tiền đâu ăn ice cream. Quay chị đi. Con nói tiếng tiền Việt cho mẹ nghe coi, mẹ ơi sao? Mẹ ơi cho con sao? Cho con kem. Bò. Con có ngoan không? Nó thương mẹ không? Con là gì của mẹ? Lớn lên. Con của mẹ. Đúng rồi. Xào xào đen kem đó. Này mới ăn cục kẹo, giờ thêm ăn kem nữa. Ngày mai là nghỉ nha, không ăn nữa nha. Ok, bây giờ nè, bỏ vô nhiêu tiền đây? Bây giờ con thích cái kem nào, không nói mẹ nghe, thích kem nào, nó có giá hết. Con muốn cái đó phải không? Cái đó là 2 đô. Ok, để mẹ lấy 2 đô ra coi. Ok, bây giờ bỏ 2 đô vô đây nè cô chú nè. Đó, 1 đô vô. Bỏ, gì vậy? Bỏ mặt kia mới vô. Đô là cỡ 50.000 đó cô chú. Dạ, mở nắp kem mà đã hay chơi chay. Vô đi. Rồi, bây giờ con nhấn vô cái đó đây, nhấn vô đây nè, nhấn vô. Phải không? Phải nhấn vô đó không? Hay là bấm số 2? À, bấm số 2.
Rồi con coi cái máy nè. Cái máy nó lấy kem kìa. À, nó lấy kem mình chạy vậy. Wow. Thấy chưa? Thấy xuống nè. Rồi, lấy đây. Push. Push. Trời ơi thôi, đẩy vô nhẹ thôi là ra. Đẩy vô. Pushing, pushing. Yes. See. Yeah. Wow. Ok, để lại ghế ngồi ăn, để lại ghế ngồi ăn. Excuse me, ngồi đây. Đúng rồi. Ngồi ăn hết rồi mới chơi nghe không? Rồi, con cảm ơn mẹ. Rồi. Bánh giấy nè. Ui trời ơi, ngon ghê không? Sướng quá trời, sướng không? Chơi đi, cái cây kem giống như cái áo của con đang mặc á, chơi đi. Đúng không? Sao con? Giống nhau đó, red, white and blue đó, cái lá cờ Mỹ đó con. Đỏ, trắng, xanh. Giỏi quá, ngon không? Cho mẹ cắn bánh đây. Đâu có được bỏ vô giấy mới nè. Trời ơi, kem cứng dữ rồi trời. Không thấy ghẻ hả? Kem nặng quá à. Kem bánh, kem bự quá. Kem bánh nhỏ nhỏ vừa vừa ăn thôi. Mỹ gì cũng bự á. Kem bự và bá lửa luôn, ăn cái nem no luôn. Không được. Không. Không có được để đó rồi đi chơi. Ăn hết mới được sờ đi chơi. Con để đó là một chút người ta đi ngang qua, người ta lấy cái kem con, người ta tưởng con không ăn nữa, người ta dục quá, dục vô thùng rác đó. Nên là mình phải ăn hết kem rồi mình muốn đi chơi gì mình chơi. Cái này đâu phải ở nhà đâu. Ở nhà thì mình muốn làm gì làm, còn ra đường là mình phải hả, làm đúng, phải không? Để mẹ ăn phụ con cho ra, cắn miếng đây. Cái gì vậy? Cắn cái nữa thôi. Cắn, cắn. Trung đập, trung đập. Bây giờ nó kêu cắn nhỏ nhỏ thôi nghe mẹ. Ham ăn hả? Ngon không? Ngon á, kem này cũng được á chay. Trời ơi, ăn xong mấy cái kem á, cái lưỡi đổ quét luôn kìa. Rồi nghe, từ giờ tới chiều là không ăn được ăn ngọt nữa nghe. Một cục kẹo với lại một cây kem bữa nay là mày thấy là quá xứng đáng, quá đủ rồi đó. Giờ tới chiều là phải ăn đồ ăn cho nó ngon lành à. Không có được ăn mới ngọt nữa à. Ngày mai cũng không được ăn ngọt nữa nha chưa. Nó lạnh tới cái độ mà bỏ xuống miếng giấy từ nãy giờ, nó không ướt giấy luôn cô chú. Không biết cái kem nó lạnh tới mức độ đâu. Đúng rồi, không có chảy đúng rồi con. That means we're not outside. Hả? That means we're not outside. Đúng rồi, nếu mà mình ở trong nhà thì nó không có chảy kem, đúng rồi. Ở trong ngoài, ở ngoài đường thì nó nóng hơn thì nó chảy kem con ha. Thôi mày cắn miếng ơi. Biết rồi, cắn nhỏ thôi. Chưa kịp bỏ miệng tôi nên kêu cắn nhỏ rồi. Thôi mẹ thấy không? Đây để dành nè. Con để dành ở dưới hay gì? Chứ tôi đập quá quá. Ngon quá cho mày cắn miếng này. Ăn giống strawberry hả? Biết rồi, cắn nhỏ nhỏ thôi. À, ăn đầu trứng, ăn đầu đấy hả? Trời. Thôi. Chay thăm ăn. Ngon con. Nay con đi chơi mẹ vui không? Hả? Con nói dạ vui mẹ. Nói lớn lên. À, hôm qua mẹ chỉ con cái từ gì ta? Cái từ gì tiếng Việt mà ba chữ sữa gì? Nhớ không? Sữa rửa gì? Sữa rửa. Nhìn mặt, nhìn đây, sữa rửa gì? Nhìn mẹ nè, sữa rửa gì? Chị đi.
đây thì mẹ nói chị là sữa rửa. Rửa gì? Rửa gì? Hồi tối qua mẹ dạy á, hôm qua đọc được ba từ tiếng Việt luôn cô chú. Sữa, sữa rửa. Không không, không có phone viết gì hết đó. Ăn ngồi ăn thôi chứ không có phone phím gì. Cho mày cắn miếng. Cắn hai trái hả? Ba cái nha. Sao hả? Cắn ba cái đi. Ăn ba, ăn ba cái mới đã. Phải. Phải. Ba. Ba cái nha. Thôi bây giờ mày ăn hết cái kem này đi. Hả? Cũng thích ăn hả? Mày cắn mới nè. Ba cái nha. Gì hả? Không cho mày cắn ba cái mà. Mẹ chưa kịp cắn gì hết à? Một cái hết một á. Mới một cái à? Còn hai cái nữa. Đưa đây còn hai cái. Để đây còn hai cái nữa. Lẹ lên hai cái nữa. Lẹ đây, chạy đây ba cái, hai cái. Ha ha. Đưa đây còn ba cái nữa, lẹ lên. Cái gì? Để mày cầm mày mới điều khiển được mày cắn chứ mày không chu gì quá rồi đây. Ở đây tôi cắn nè anh Quang. Ở đây. Hai. Cái cuối cùng. Đưa cái cuối cùng đấy. Ba cái lần hồi nãy mới hai cái à. Không cho mày ăn nữa hả? Luôn gì tham ăn vậy? Đủ rồi hả? Trời đất. Mấy hồi mà. Giỏi. Mẹ nhắn tin cho mẹ kìa. À cô này cũng mua nhiều hoa ngày Tây rồi.